Vâng, xin chào các anh chị, xin chào các cô dì chú bác và con nông dân. Tôi lại tiếp tục hướng dẫn các anh chị các bạn trong cái video bài học này. Thì tôi sẽ trình bày với các anh chị các bạn một số những cái ý tưởng, một số những cái công cụ, một số những cái thiết bị phần cứng hoặc phần mềm để các anh chị các bạn có thể áp dụng ở trong cái quá trình sản xuất kinh doanh, quá trình nuôi trồng của mình liên quan đến ngành nông nghiệp, thủy sản, hải sản và đặc biệt là ngành nông nghiệp. Thế thì chúng ta thấy rằng là bây giờ cái cụm từ 4.0 là cái cụm từ mà chúng ta nói rất là nhiều. Thế chúng ta cần phải hiểu 4.0 là gì, nông dân 4.0 và nông nghiệp 4.0 nghĩa là gì và chúng ta áp dụng được những cái gì trong này. Thế đầu tiên thì ta sẽ hiểu về khái niệm 4.0. 4.0 ấy là cái cách gọi của các nhà khoa học, người ta nói về thế hệ thứ tư hay là thời kỳ cách mạng thứ tư. Thì người ta chia lịch sử ra làm 4 thời kỳ, 1, 2, 3, 4. Cái thời kỳ đầu tiên là chúng ta thấy rằng cái thời kỳ mà chúng ta ở thời kỳ nguyên thủy, đúng không? Chúng ta ăn hang ở lỗ, chúng ta săn bắt, đúng không ạ? Hái lượm, đấy là cái phương pháp mà chúng ta để kiếm sống, để có được thức ăn nuôi sống bản thân qua ngày. Cái giai đoạn thứ hai là chúng ta bắt đầu có những cái công cụ lao động cơ bản bằng đồ đồng, đồ đá. Đấy. Và sau đó đến cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn mà máy hơi nước, điện bắt đầu đưa vào, hình thành nên cái thời kỳ công nghiệp. Và đến bây giờ người ta nói đến giai đoạn thứ tư, tức là mọi thứ được internet hóa, được thông minh hóa, được công nghệ hóa. Đấy, thì mình cứ hiểu 4.0 tức là một cái giai đoạn mà quá trình sản xuất kinh doanh, mua bán giữa nhà sản xuất với khách hàng, giữa những cái đơn vị cung ứng với nhau là được làm việc thông qua yếu tố về công nghệ, internet, rồi thì các cái yếu tố về thông minh. Thế thì nông dân 4.0 tức là nông dân cũng phải áp dụng những cái yếu tố công nghệ, khoa học kỹ thuật, internet, mạng xã hội, online vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nông nghiệp 4.0 là nông nghiệp mà chúng ta sử dụng nhiều các phần mềm, phần cứng, thiết bị để sản xuất và trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Ví dụ như thế này này, đúng không ạ? Chúng ta có thể trồng hoa trong nhà kính với hệ thống tưới tiêu là tự động. Chúng ta có thể trồng rau thủy canh với hệ thống tưới tiêu tự động, tự đo nhiệt độ, tự tưới nước, tự sinh trưởng các thứ, rồi thì đo được các cái vấn đề về dinh dưỡng, rồi axit, rồi thì sâu bọ dự đoán được hết, vân vân, đúng không? Thì đấy chúng ta có thể hiểu là như vậy. Thế rồi thì những cái công nghệ cho nông dân, cho những cái người mà nuôi trồng rồi thì chăm sóc các cái sản phẩm của những người mà buôn bán thì gồm những cái gì? Ví dụ như là công nghệ truy xuất nguồn gốc xuất xứ, chúng ta cũng có thể sử dụng mã QR, hay còn gọi tiếng Anh là QR, đúng không ạ? Cái mã QR là để mình có thể là quét một cái là nó sẽ ra thông tin. Rồi thì nếu mà chúng ta giả sử trồng rau hay trồng cam hay nuôi lợn hay bất kỳ một cái gì, chúng ta có thể cho kiểm tra webcam tự động. Cái ý tưởng là như thế này, ví dụ như là người ta không tin cái chuyện là mình chăm sóc cái quả cam này hay là cái con lợn này, con gà này nó một cách hữu cơ, thì mình lắp các cái camera, sau đó mình cho người ta đăng nhập, người ta cài cái camera đấy, cho người ta cái pass người ta đăng nhập, thì hàng ngày mình trồng, mình tưới, mình nuôi, mình chăm sóc như nào người ta đều nhìn thấy hết, nó có lịch sử. Và sau đó mình quay cái camera đấy lại hoặc là mình ghi lại, mình đưa lên YouTube, nó chính là cái minh chứng để chứng minh rằng là cái sản phẩm của tôi là được chăm sóc rất là tốt, có chất lượng. Và như vậy người ta an tâm, người ta sẽ mua hàng. Thậm chí mình có thể cho phép họ mua trước. Mua trước thì nó sẽ được rẻ, đúng không ạ? Tôi thấy có một số bạn áp dụng cái phương pháp là bây giờ người ta mua cả một cái gốc cây. Cái gốc cây này ví dụ như nó dự kiến ra được 100kg quả. Đấy, thì bây giờ tôi bán cho bạn với giá là 5.000 một cân chẳng hạn, tôi nói thí dụ như vậy. Thế thì trả cho tôi là 500.000 thì bạn sẽ mua cả gốc, đến ngày đến giờ vụ là tôi sẽ bán cho bạn. Rất là hay. Cái webcam hay là cái webcam đấy như vậy để cho chúng ta có thể theo dõi được trộm cắp, sâu bệnh, rồi cho tương tác được với khách hàng, rồi thì những cái bạn hàng của chúng ta là cái uy tín tốt. Thế rồi chúng ta áp dụng những cái khoa học kỹ thuật trong sản xuất như là chống sâu bệnh, rồi tăng dinh dưỡng cho cây, cho đất, rồi thì tạo ra những cái dòng sản phẩm mới. Thì ok. Công nghệ tưới tiêu, rồi thì công nghệ dự đoán các cái phần mềm để quản lý vật tư, quản lý quá trình nhân sự, quản trị quá trình trồng trọt chăn nuôi.
Chúng ta có thể lắp các cái thiết bị phần cứng như là cảm biến, có thể đo được độ ẩm, tốc độ gió, nhiệt độ hoặc là những cái lý tính, hóa tính của đất, của vật nuôi cây trồng, để từ đó chúng ta có thể làm dễ dàng là đưa ra được những cái giải pháp để giảm thiểu được cái rủi ro về sâu bệnh, đúng không ạ? Thì những cái dữ liệu như vậy chúng ta có thể làm, bởi vì nông nghiệp mà, thì chúng ta liên quan đến thời tiết, đến mưa thuận gió hòa, đến đất đai, phân bón, vân vân. Thì chúng ta có thể tăng được cái sản lượng sản xuất bằng cách là chúng ta áp dụng các cái máy móc công nghệ vào, hay là chúng ta có thể mua một cái thiết bị phần cứng là cái máy bay không người lái, hay còn cái drone, nó cũng chỉ khoảng 20 triệu chúng ta quay, đúng không ạ? Chúng ta quay cái quá trình chúng ta sản xuất như thế để chúng ta làm tư liệu cũng rất là hay. Rồi thì chúng ta có thể tạo ra được cái quy trình sản xuất của riêng mình. Rồi thì chúng ta áp dụng bất kể cái điều gì mà giúp tăng được sản lượng này, tăng được chất lượng này, và tăng được uy tín thương hiệu này, tăng được lòng tin với khách hàng này. Đấy, và đảm bảo được cái chi phí sản xuất tốt, thì chúng ta có thể áp dụng vào trong cái quá trình của mình. Và chúng ta có tiền thì chúng ta sẽ đầu tư những cái dây chuyền công nghệ mới như của Mỹ hay của châu Âu hay của Israel hay của Thái Lan, là những cái quốc gia mà có nền nông nghiệp tốt hơn của mình, và của Trung Quốc cũng ok, đúng không ạ? Chúng ta cũng nghiên cứu những loại cây trồng mới, con giống mới, phương pháp canh tác mới, cơ sở vật chất, thiết bị mới, loại phân bón mới, quy trình mới chúng ta áp dụng vào. Còn phương pháp bán hàng thì thầy Văn Anh sẽ dạy cho các anh chị và các bạn và con cô bác rồi, đúng không? Chúng ta lập fanpage, chúng ta lập website, lập YouTube, chúng ta làm như thế nào, chúng ta chi quảng cáo như thế nào để chúng ta chạy, để tôi sẽ hướng dẫn. Thế thì cái ưu điểm của việc bán hàng online hay là thời kỳ 4.0 của chúng ta, thì chúng ta có thể tiếp cận được khách hàng toàn quốc. Chúng ta bớt bị phụ thuộc vào cái kênh thương lái, kênh truyền thống, chợ. Đấy, chúng ta có thể tiếp cận được thị trường thế giới. Chúng ta có thể dự báo được nhu cầu, chúng ta có thể bán được trước hàng hóa. Chúng ta có thể áp dụng rất nhiều khoa học công nghệ và phần mềm, phần cứng vào. Đấy là cái ưu điểm rất lớn của chúng ta, và chúng ta phải áp dụng triệt để nhá. Tất nhiên mỗi một cái áp dụng thì chúng ta sẽ tốn chi phí và cân nhắc mỗi một cái khoản đầu tư cho chúng ta. Thế nhưng mà nhược điểm của việc bán nông sản trực tuyến đấy là chi phí vận chuyển phải lớn. Ví dụ bây giờ bạn bán một quả dừa nó có mười mấy nghìn. Mua 10 quả dừa thì hết, ví dụ như là tôi cứ nói là 20 nghìn đi. Thì 10 quả dừa hết 200 nghìn, nhưng tiền ship hàng mất xứ 3-4 chục. Bởi vì rất là nặng, thậm chí 50 nghìn. Hay là mua một cái cân kim chi muối nó chỉ khoảng 6-70 nghìn, nhưng mà tiền ship mất 30 nghìn. Thì cái chi phí vận chuyển là rất lớn, thì chúng ta cần phải tính toán. Chúng ta ghép đơn, rồi chúng ta bán đơn số lượng lớn, vài cân một, hoặc số lượng lớn, để chúng ta giải quyết được vấn đề về chi phí vận chuyển. Vấn đề bảo quản khó thì chúng ta cũng cần phải tính toán được những cái phương pháp bảo quản làm sao cho nó lâu về mặt thời gian và an toàn về mặt sức khỏe, để giảm cái rủi ro chúng ta. Thí dụ như là chúng ta bán thịt lợn tươi thì chúng ta bảo quản một ngày là hết rồi. Thế nhưng mà chúng ta hút chân không, chúng ta cấp đông thì chúng ta có thể bảo quản được khoảng 6 tháng. Đó. Tất nhiên cái chất lượng nó sẽ giảm, nhưng mà yếu tố bảo quản của chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều và giảm được cái rủi ro, đúng không? Hay là hoa quả tươi thì chỉ độ 1-2 tuần hoặc là 1 tháng, tùy vào cái cách chúng ta bảo quản bằng sáp hay bằng cái này bằng cái khác, nhiệt độ này kia. 1 tháng là chúng ta được, ví dụ thế. Nhưng mà chúng ta chuyển sang chế độ sấy khô, chế biến rồi thì chúng ta có thể bảo quản được lâu hơn, đúng không ạ? Chúng ta có thể bán thức ăn chín, bán thực phẩm khô, măng tươi thì rất là nặng và không để được, nhưng mà chúng ta bán măng khô thì lại bán được, và chúng ta rủi ro về hàng tồn là ít. Thịt trâu tươi thì chúng ta bán nó khó, thì chúng ta lại chuyển sang trâu khô gác bếp, rồi thì thịt bò khô, rồi thì làm giò, rồi thì vân vân, rất nhiều cái mà tôi nghĩ là chúng ta hãy suy nghĩ. Đó, đấy là những cái cách mà chúng ta sẽ trở thành một cái người nông dân 4.0, nông nghiệp 4.0 và bán hàng trên Internet 4.0 là như vậy. Nông dân chúng ta cứ xài một chiếc điện thoại cho tôi, một cái đời nó cao cao một chút, cài đủ các ứng dụng trên điện thoại này cho tôi, như là Facebook,
như là fanpage, như là Zalo, như là Instagram, như là TikTok. Rồi thì một số các cái phần mềm chỉnh sửa hình ảnh, phần mềm chỉnh sửa video, tôi nghĩ thế là ok. Kết hợp với 3G, 4G chúng ta xài của các nhà mạng, hay là chúng ta luôn luôn giao tiếp được với khách hàng. Lúc chúng ta cắt tỉa cây cảnh, chúng ta cũng có thể live stream. Lúc chúng ta chăm sóc cái cây cảnh con vật này, chúng ta cũng có thể live stream. Ai xem thì xem, không xem thì chúng ta cứ để đấy, đúng không? Live stream Facebook, live stream YouTube, live stream trên các cái trang TikTok, hoặc là chúng ta có thể làm các cái video hoặc chụp ảnh selfie. Hôm nay hai lúa Phan Anh đang đi thăm đồng, hay là hai lúa Phan Anh đang đi chăm sóc vật nuôi cây trồng, rất là hay đó. Và mình sẽ dần dần mình sẽ trở thành cái chuyên gia trong cái lĩnh vực đó, mình bán được nhiều hàng, mình thu hút được nhiều khách hàng, mình tìm được các cái đại lý nhiều, các khách hàng họ mua, họ đặt trước, mình kết hợp với các chương trình nữa thì tôi sẽ nói thêm nha. Rồi, thế thì ý tưởng của tôi là mình trở thành nông dân 4.0 như thế nào? Đấy thì đơn giản nhất là xài mạng xã hội cho tôi, thứ hai là bán hàng trên mạng cho tôi, thứ ba là áp dụng một số các phần mềm cho tôi, và thứ tư là sử dụng một số các thiết bị phần cứng như là camera, như là thiết bị máy bay không người lái, như là cao hơn nữa thì là công nghệ mà nhập hàng tỷ đồng về để chúng ta, hàng trăm tỷ đồng để chúng ta làm nông nghiệp công nghệ cao, đúng không? Ví dụ như là của Nhật hay của Israel thì tôi cũng đã từng làm việc với các bạn rồi, tôi cũng biết những cái quy trình như vậy rất là tốt. Ok, rồi một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này. Xin chào và gặp lại các anh chị và trong phần tiếp theo. Bye bye.